Rồi, rất vui và rất hạnh đã trở lại với kênh Cây Cảnh Giá Rẻ để cùng gặp gỡ và giao lưu với cả nhà. Nhà ơi, thì bên em bán mây rừng là một kênh duy nhất tại Việt Nam bán mây rừng là bao sống cả nhà nha. Vì thế cả nhà khi nhận cây, cả nhà cố gắng làm theo clip hướng dẫn và quan trọng là phải phản hồi lại cho em. Đó, cái phản hồi rất quan trọng cả nhà nha, để em biết cái là cả nhà đã làm y như vậy thì cái trách nhiệm của em là phải bao sống cho tất cả những cái cây mà em giao lưu với cả nhà. Đó, còn những trường hợp mà anh em không có gửi clip phản hồi thì rất khó cho em gọi là phải bao sống vì em không biết cái nhà trồng như thế nào nha. Đó. Rồi, không mất thời gian quý báu nha, thì tiếp tục mua lô cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ rẻ nha. Đó, dễ chơi. Đó, những có chân dài cũng có luôn nha ha. Rồi, với cái mã là K1 và số gì? Cây này khá là dị cả nhà. Khá quái cây ha, một củ. 57 hoành, rất là to cả nhà. Cao 46. Rồi xoay vòng chị. Đây, cò lắc quái. Đó. Rất là già cây, bộ đế rất là đẹp của nhà ha. Cây này bộ đế rất là đẹp của nhà. Đây, đế. Để cám mênh mông luôn nha. Cây để cám mênh mông luôn. Đó. Rất là già cây cả nhà. Tay cành rút, một củ. Rất là to, rất quái cây nha, cây nha ha. Đó, cái này là một cây bay quá ok luôn. Rồi phía đây là có một cái lũa cây nha ha, đây là lũa nha, lũa nha, nhưng mà cây dòm rất là già cây nha. Nó đế đẹp luôn ha. Thì với cái mã là K1 này em cũng xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.700k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống. Chắc trong đây có cây này là giá trị là mắc nhất luôn cả nhà. Cái mấy cái kia chắc vài trăm thôi cả nhà ơi. Rồi em xin phép xuống clip với cái mã là K1 cả nhà ơi. Rồi em xin phép tiếp tục đến với một gốc bay với cái mã số là K2. Thì cây này là một bầu hai cây cả nhà nha. Tuy nhiên thì một cây bay này đã đẹp rồi. Cây bay này cây bay duy nhất đã đẹp rồi. Còn phụ họa thêm một cây nữa. Đó, bán hai một cây. Bán hai cây mà tính tiền chỉ có một cây thôi cả nhà nha. Và một số chị. Cây bay kia là chủ là rất là đẹp rồi. Còn một cây tay cành hậu thì cũng khá là hay nên để chung luôn. Đôi cho đo lần một cái nhà ơi. Đo cái một cái hồng hành tổng luôn đi. Nhanh. 67. 67 tổng cái nhà nha. Cao 58. Cao 58. Cành bay 90. Bầu đế 48. Rồi, xoay vòng chị. Đây cái nhà, tay cành rất là đều cái nhà ha. Đó, tay cành mịn nè, điêu nè. Đó, em đứng góc độ này các nhà thấy nè. Đó, rất ok nha. Đó, quá dữ ha. Tay cành dữ nè. Mạnh mẽ luôn. Thì với gốc bay thế này, em cũng xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.500k đã bao gồm phí vận chuyển. Quan trọng vẫn là bao sống cho cái mã là K2 cái nhà nha. Rồi em xin phép tiếp tục với một cây rất là nghệ thuật cả nhà ơi, một cây bay có cái lũa thép rất là đẹp nha. Đế là siêu đẹp rồi. Đó, vận số chị. Thì cái này chỉ có 700k thôi cả nhà, 700k thôi, đã bao gồm phí vận chuyển và bao sống. 47. 4 đo lại chị, hình như to gì? 47 không? À, chuẩn rồi. Quá to cả nhà. Những cây nhỏ nhỏ mà to dữ ta. Cao 53. Cao 53. Cho tay cành nó giót quá em thấy nhỏ vậy. Tàng bay 72. Bầu đế 44. Ôi ôi quá đẹp cả nhà ơi. Đây cả nhà. 700k thôi cả nhà. Lụm nhanh gọn lẹ cả nhà. Dễ chơi quá, lũa thép luôn. Quá yêu thương cả nhà. K3 này cây rất là dễ chịu nha. Đó, bộ đế cả nhà, xoay cả nhà xem bộ đế nha. Đây phía đây một rễ nè, hai rễ nè. 3, 4 rễ. Đó. Giá bao nhiêu cả nhà? Chỉ có 700k, 700k thôi cả nhà ơi. Quá rẻ cả nhà. Rồi, nhanh gọn lẹ cả nhà ha. Tiếp tục đến với cái mã K4, K4 của chúng ta. Một cây tay cành khá là lắc cả nhà ha. Phần số chị. Hoành. 38 hoành cả nhà. Cao 50. Cao 40. Rồi xoay vòng chị. Tay cành lượng nha ha. Này dễ chơi nha.
Tính ra chị thấy quái quái rồi nha. Ba mươi tám hoành, cây tàn rất dễ thương. Thì với cây tàn này em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 750k. 750k đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống. Bộ rễ khá đẹp nha, một rễ nè, hai nè, ba, bốn, năm rễ cả nhà. Đó, chỉ có 750k cho cây tàn lắc rất là đẹp nha. Tiếp tục đến với một cây trực lắc khá là hay, tay cành đều. Tay cành này cái nhà muốn rút xuống rút nha, em thấy trên đó là cũng đã hợp lý rồi. Mình vánh một cái co ra đây cũng thấy khá hay rồi. Phía đây là có cái lũa mà không có bọng ở nhà nha. Ở đây chỉ có một cái lỗ lỗ này chám lại thôi nha. Nước ở đây nha cả nhà. Nước này. Rất là nông cả nhà ha. Đó, lắc nè, bộ rễ đẹp nè, rễ cám nhiều luôn. Vào số chị. Cây khá hay cả nhà ha. 38 hoành. 38 hoành. Cao 75. Cao 75. Còn đế 46. Rồi, xoay nhau chị. Đây cả nhà. Lắc rất là đẹp cả nhà. Vào chậu rồi cây cổ cả nhà. Đó, mặt nào cũng đẹp, cây này mặt nào cũng đẹp cả nhà. Wow, ok cả nhà. Rồi, em sẽ quay bộ đế cả nhà xem nha. Để 24 giờ cả nhà. 1 2 3 4 5 6 7. Nhiều đế cả nha. Để cám nè cả nhà. Nhìn cái chỗ này cả nhà thấy để cám nè, xoay chị. Em quay bên đây thấy cả nhà thấy để cám đỏ luôn. Đó. Thì với cái mã là K5 này, em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.300k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cái nhà nhé. Đến với cái mã K6, một cây dốt đỉnh, đặc biệt cây này là mai chùm cái nhà nha. Cây mai là cây mai hoa chùm, cây này sạch sẽ, không bọng lũa cái nhà nha, bộ đế rất là gồ, rất đẹp nha. Vào số chị, làm lâu lắm rồi mới có cây mai hoa chùm lại cái nhà. Bởi vì em giữ cái tàn cao để cái nhà sau này chơi tàn đẹp hơn. 39 hoành. Cao 90. Xoay vòng chị. Đây, tàn cao thương yêu cả nhà. Một cây mai hoa chùm. Lâu lắm mới lại có một cây mai hoa chùm cả nhà mình đây, lắc rất là đẹp luôn, cây sạch sẽ nữa cả nhà. Thì dòng mai hoa chùm này nó rất là mạnh cả nhà. Xoay chị. Đa số mai hoa chùm là vỏ dày cả nhà. Vỏ rất là dày. Đây cả nhà. Như về mấy ngày em thấy nó chấm nhựa sao nè. Cây này mạnh lắm. Em kiểm tra thử coi. Đây để nha, để rất nhiều cả nhà. Đây. Chớm nhựa cả nhà. Đây. Đây cả nhà thấy ha, chớm nhựa ha. Rất là khỏe cây cả nhà, rễ nè. Rễ múng lên nè, rễ rất nhiều nữa cả nhà. Đây rễ nè, đỏ luôn. Đó, bộ rễ rất là gồ nha. Thì với cây mai hoa chùm với cái mã là K6 này thì em sẽ được mạn phép giao lưu với nhà là 2.200k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà mình nha. Đến với cái mã K7, một gốc cổ thụ nha ơi. Rất là được cây nha. Đó, tạm tài nha ha. Vào số chị. Hoành. 51 hoành cái nhà ơi. K52. Cao nhiêu vậy? 52. Cao là 52. Đế 50. Rồi, xoay vòng chị. Cây này đặt hết nhưng mà cây có lũa xẹt xẹt cái nha ha. Bộ đế lực. Đây cái nhà, bộ đế rất là lực, lực cây cái nhà ha. Nó mấy cái lũa đây cái nhà, chỉ mấy cái lũa cái nhà. Xoay chị xoay. Đây nha, nó mấy cái lũa sẹt sẹt cái nhà. Và chúng ta nạo rồi xử lý lại cái nhà. Đó. Thì với cái mã K7 này, em xin được mạn phép giao lưu với cả nhà là 1.100k, đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cái nhà nha. Tiếp tục đến với K8, chúng ta một cây bay khá là duyên cái nhà. Vào số đó chị. Cây bay khá là duyên, đế rất hợp lý của nhà. Đây, tàn bay rất là đẹp đó nha. 41 hoành. 41 hoành. Cao 70. Cao 70. Tàn bay 75. Tàn bay 75, cây sạch sẽ nha ha. Bốn lộng luôn. Bộ đế 42. Tay cành lực. Xoay chị. Đó. Bay quá dịu nha. Đó, quá êm ha. Rồi, với một gốc bay như thế này em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.100k, đã bao gồm phí vận chuyển, cây sạch sẽ đẹp quá nhà. Đó, bộ đế là hợp lý luôn ha. 1.100k. Tiếp tục đến với cái mã là K8 của chúng ta. K9 ha. K9 của chúng ta cả nhà, một cây bay. Cây này thì chúng chỉ có 600k thôi cả nhà. Vận số chị. Rễ cám mạnh lắm cả nhà, nhiều lắm nha. Đây, tay cành phân cũng khá là ok. Hoành 36. 36 hoành. Đó,
600k có cây bay gì? Cao 55. Tàng bay 59. Tàng bay 59. Rồi đế 38. Rồi xem dòng chị. Đây cả nhà. Khá ok nha. Quá ổn ha. 600k, 600k có một cây chơi rồi. Muốn chỉnh sửa gì cũng được cả nha ha. 600k, 600k. Đó, 600k quá rẻ luôn. Rễ cắm là mênh mông luôn cả nha. Đây. 1 2 3 4 5 5 rễ. Rễ cắm là mênh mông luôn. 600k, 600k. Mình sẽ clip với cái mã là K9 cả nhà ơi. Tiếp tục đến với cái mã là K10. Và bên nhà cái bên mở nhạc cả nhà ơi. Khỏe chịu khó nói thật là lớn nha cả nhà nghe nha. Đó, với cái mã K10 một cây rất nghệ thuật còn số chị. Bộ đế cực kỳ là quái luôn. Cây này làm cái phong tàn cực kỳ là hay luôn nha. Cái này làm cành bay cũng được nữa nha ha. 45 hoành. Cao là 71. Rồi sơn dòng chơi. Quá đẳng cấp rồi nha. Quá ok. Quá đã nha. Cây sạch sẽ nha. Đó. Rồi với cái mã là K10 này em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.500k. Đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là vấn đề là bao sống cả nhà nha. Và rồi em xin phép xuống clip với cái mã là K10. Em xin phép tiếp tục đến với tác phẩm là Mảnh Đời Còn Lại. Một cây này nó còn nửa bên thôi cả nhà. Đó, tay cành thì rút. Đó, lũa. Còn số chị. Thì cây này giá rất là nhẹ nhàng cả nhà, 800k thôi cả nhà, lấy công lao động thôi, 800k. 800k thôi cả nhà. Hoành 58. 58 hoành rất là to cả nhà nha. Bầu rinh luôn cả nhà. Cao 57. Cao 57. Bộ đế 51. Rồi, xoay vòng cái nhà cùng ngắm nha. Đây cả nhà. 800k thôi cả nhà mình ơi, bỏ ra con cây cổ thụ chơi rồi. 800k, 800k đã bao gồm phí vận chuyển. Quan trọng hết vẫn là vấn đề là bao sống cái nhà mình nha. Và rồi mình xin phép xuống clip với cái mã là K11 ạ. Tiếp tục đến với cái mã là K12, một cây văn nhân. Có cành rơi rất là đẹp nha ha. Đó, vòng số chị. Đo ở dưới xong đo ở đó trên luôn cho nhanh đi. Đó trên phần trên rồi nhanh. Phần dưới hai một cái rễ khó đo. Đo nghe eo dưới được rồi chị hả? Ừ. 32 hoành cả nhà nha. Co lắc rất là đẹp cả nhà. Cao 95. Rồi, bầu đế 30 sơn dòng chơi. Đó, cò lắc rất là đẹp nha ha. Có cành rơi rất hay nè. Đó, văn nhân quá đẹp. Wow, ok. Rồi, em sẽ tiến hành quay rễ. Ở đây có hai cái rễ xuống nè. Rất cân đối cây cả nha. Ồ, đây có rễ rất hay cả nha. Rễ cám nhiều lắm nha. Cây này mà rơi xuống này biết cả rễ cám nhiều nè. Ơ, cuộn rất nhiều nè. Xuống đây chỉ tẻ rễ rất nhiều nha. Đó, rễ cám thấy nè. Đây. Để cám mà cái này thấy luôn nè. Rồi, với cái mã là K12 này thì em xin được mạn phép giao lưu với cái nhà là 1.700k. Đã bao gồm phí vận chuyển, quan trọng vẫn là bao sống cả nhà nha. Và rồi, với cái mã này đã kết thúc clip này. Bên kia hát ồn ào quá cả nhà. Thì cái nhà nhớ xem hết clip thấy em bán ok, rẻ, bao sống. Cái nhà tự tin chơi. Hãy nhớ nhấn cho một cái like cái nhà ha. Một lượt like cho có động lực lên cái nhà ha. Rồi, em chào cả nhà. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui cả nhà nha.